Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tại màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Món quà sinh nhật với giá 100 triệu từ Công Vinh dành cho Thủy Tiên. Nữ ca sĩ tỏ vẻ giận dỗi khi thấy ông xã không nhắc gì đến ngày đặc biệt, nhưng nào ngờ đoạn vui nhất lại nằm cuối ngày. Khi thấy được điều bất ngờ mà chồng dành cho mình, Thủy Tiên chỉ biết đứng một chỗ và cười ngất ngay. Tối ngày 25 tháng 11 trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip do chồng mình quay lại, khoảnh khắc anh tặng quà sinh nhật cho vợ. Cụ thể ban đầu Thủy Tiên giận dỗi vì không thấy động thái nào từ Công Vinh trong ngày vui của cô, nhưng sau đó người đẹp lại ngỡ ngàng vì cách anh dành bất ngờ cho mình. Dòng ca nhật ký viết, sáng tới 7-8 giờ tối không thèm một lời chúc mừng sinh nhật, không thấy quan tâm gì, nghĩ chắc quên luôn sinh nhật mình rồi, giận tím người. Xong cái mở cửa đưa hộp bánh trung thu năm ngoái, ứa gan hồng, bởi đừng tin lời đàn ông, thế vậy mà không phải vậy, vốn tự có đồ ha, hay mất 100% đồ ha, quỷ đen đồ ha. Thủy Tiên trong phòng trang điểm, cô giận dỗi vì không thấy chồng chúc mừng sinh nhật hay chuẩn bị tiệc tùng. Người đẹp makeup và cho hay mình sẽ tự đi ra ngoài ăn. Thậm chí khi thấy Công Vinh tặng quà, thái độ của Thủy Tiên vẫn còn giận tím người. Cô chẳng thèm nhìn đến hộp bánh anh chuẩn bị, lại liên tục mắng chồng. Ông làm gì vậy ông Vinh, ông Sam? Tuy nhiên mãi đến khi được chồng thuyết phục, cô mới quyết định mở phần quà ra. Và bất ngờ lớn nhất chính là sắp tiền cực hoành tráng đã được cụ cầu thủ chuẩn bị cẩn thận. Ngay lúc này Thủy Tiên cười ngất ngay, nhưng cô không quên tra khảo về quỹ đen và dụ dỗ ông xã khai báo số tiền mà anh đang giữ riêng. Trên trang cá nhân, anh cũng không quên nhắn gửi đôi lời đến bà xã trong giờ cuối cùng của ngày 25 tháng 11. Nam cầu thủ viết, chúc mừng sinh nhật mẹ gạo, vì vợ không thích mình sến nên mình chuyển sang làm đồ handmade 100% bằng vốn tự có, hy vọng vợ sẽ có một ngày đêm sinh nhật khó ngủ. Như mọi năm, Công Vinh thường gửi những dòng chữ đầy ngọt ngào mùi mặn đến Thủy Tiên và lần này anh quyết định thay đổi chiến lược. Chắc chắn điều này khiến cho bà xã ấn tượng không quên. Lợi hại như Thủy Tiên, ca khịa Công Vinh cực mạnh vẫn được chồng tự nguyện cho 100 triệu xài chơi. Câu chuyện ca khịa chồng nhưng vẫn được tiền của Thủy Tiên khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Trước nay, Thủy Tiên nổi tiếng là người đẹp hài hước, thường xuyên có những comment mặn mòi trên trang cá nhân, đặc biệt về chủ đề gia đình. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ câu chuyện Công Vinh thắng giải golf và quyết định cho vợ tiền thưởng mình giành được. Cứ ngỡ bản thân ở chiếu trên, nên chàng danh thủ xứ nghệ tự tin ra lệnh cho Thủy Tiên, đi lấy cái bóp tiền cho tôi coi. Đáp lại, giọng hát giấc mơ tuyết trắng thẳng thừng. Ủa, ông cho ông tự đi lấy bóp, chứ tôi có xin đâu mà sai tôi đi lấy dạ. Chưa hết, khi Công Vinh dọa sẽ không chia tiền thưởng với cô, Thủy Tiên cứng rắn, nghỉ thì thôi, ai có nhu cầu cho thì lấy, chứ người ta có xin đâu này. Cuối cùng dù tức lắm, nhưng Công Vinh vẫn phải chịu thua vợ. Cầm trên tay chiến lợi phẩm, Thủy Tiên đắc thắng đăng tải trên trang cá nhân. Vậy mà cũng dáng tự đi lấy bóp, lấy tiền nhét vô tay tôi nữa, khó chịu ghê. Ngày vui vừa được thỏa mãn đam mê cả khịa vừa có tiền. Lưu ý, khịa chồng phải từ tốn, âm vực nhẹ nhàng sang trọng nha chị em. Khịa mạnh quá, chồng hết hồn, quýnh mình phù mỏ thiệt á. Thủy Tiên tiết lộ sở hữu biệt thự xe sang và hàng chục tỷ ở tuổi 34. Nữ ca sĩ sinh năm 1985 cho biết cô hài lòng với cuộc sống đầy đủ bên Công Vinh. Vợ chồng Thủy Tiên sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng. Hai năm qua, Thủy Tiên khá im ắng, ít xuất hiện trên báo chí. Cô cho hay lịch biểu diễn vẫn đều đặn nhưng bản thân sống khép kín hơn. Ngoài công việc, tôi chủ yếu ở nhà, quây quần bên chồng con. Tôi cảm thấy mình ở nhà cũng đủ rồi, chỉ ra ngoài nếu có công việc cần thiết, Thủy Tiên chia sẻ. Ở tuổi 34, có con gái và đọc sách nhiều về đạo Phật, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống. Ít nóng tính hơn, không có sân si như trước. Nếu có đánh giá người khác, cô thường đặt mình vào họ để hiểu vấn đề. Ai tiếp xúc với Thủy Tiên nhận thấy cô yêu Công Vinh, luôn dành những lời có cánh cho anh. Một số ý kiến cho rằng cô đang tô vẽ cuộc sống của mình. Với Thủy Tiên, cô không bận lòng với những nhận xét đó. Nữ ca sĩ cảm thấy ông xã tốt tính, chiều chuộng vợ con. Đặc biệt cô học được từ chồng cách đối nhân xử thế, ôn hòa, tình cảm với mọi người. Sau 10 năm gắn bó với Công Vinh, Thủy Tiên cho rằng cả hai xây dựng được tổ ấm đúng nghĩa. Chúng tôi chăm chỉ làm việc và tích lũy được kinh tế để lo cho tương lai, gia đình hai bên. Ngày đầu gặp anh Vinh, tôi chỉ ước có một căn chung cư, tài sản 2 tỷ đồng là sống ổn. Nhưng bây giờ chúng tôi xây được biệt thự, có xe hơi 5 tỷ, tài khoản gấp nhiều lần con số tôi ao ước. Cô tiết lộ.
Theo Thủy Tiên, vợ chồng kiếm được nhưng tiêu tiền thì cũng khá tốn kém. Cô kể rằng mỗi tháng cả hai phải chi trả gần 200 triệu đồng. Cô cho hay, không chỉ lo cuộc sống gia đình, chúng tôi phải lo cho gia đình hai bên, tiền lương nhân viên, đôi lúc tôi cũng cảm thấy bị áp lực. Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cho biết cô làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Vợ chồng cô thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài, ở khách sạn sang trọng. Riêng Thủy Tiên đó là tín đồ của hàng hiệu, cô tiết lộ mình từng sở hữu chiếc túi sách đắt giá hàng tỷ đồng. Do đó Thủy Tiên hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ là kinh tế ổn định, quan trọng là có được người bạn đời hiểu, yêu thương và trân trọng mình. Thủy Tiên tin rằng cuộc sống hay là kinh tế ổn định đều xuất phát từ việc mình sống tốt. Tôi thấy anh Vinh luôn nghĩ và đối xử tốt với mọi người, vì thế may mắn đến với anh nhiều hơn, anh kiếm tiền dễ. Đối với anh, đôi khi tiền không quan trọng bằng việc được làm công việc mình yêu thích, trong môi trường phù hợp. Còn tôi hay cáu gắt nên ít may mắn hơn, cô cười cho biết. Vì cũng đã có cuộc sống đầy đủ, cô không có lòng hận thù với những người đối xử tệ với mình. Tuy nhiên cô cho rằng ai làm việc xấu chắc chắn nhận hậu quả, nên bây giờ tôi không trách móc người đã hãm hại, thậm chí lạm dụng mình. Thủy Tiên chia sẻ điều quan tâm lớn nhất của cô là gia đình và công việc. Nữ ca sĩ đam mê nghề, đầy cảm hứng sáng tác nhạc, vì vậy cô dự định gửi đến khán giả nhiều sản phẩm hơn trong năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.